Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ năng mà nó rất là cơ bản ha, nhưng mà mọi người đều làm cho nó một chiều nó phức tạp hơn ha. Thế bây giờ cái này ha, cái này không biết này, mình con biết đúng không? Mình biết ha, con biết thì con em nhịp được ha. Em nuôi không biết thì biết không này? E B đúng không? 8 2 6 6 gì đây? V nhớ lưu ý là V 1 nha, lưu ý là chữ V 1 nha. Cái một loại con mà nó nhỏ xíu xíu á, chứ không phải là cái con mà nó em sâu đâu ha. Giờ sao đa số trong cái đầu mọi người nghĩ là gì, trong đầu em nghĩ là giải thích cái nào không phù hợp rồi đúng không, phù hợp đúng không, phù hợp tiếng Anh hay nhiều đúng không, phù hợp một từ một giây hai giây từ để các bạn giải cái một giải cái phù hợp một giây hai giây tính sâu nha. Thì bây giờ mục tiêu của mình là gì đây, nhiều mục đích đúng không? Mình điều khiển gì đây? Điều khiển thiết bị mình sẽ nói là dùng biết một khi một cái nhiệm vụ của mình kết hợp hai cái này lại với nhau thì thứ nhất là mình đang cấn định, thứ hai là đang biến thành xuống đúng không? Điều khiển thiết bị như thế nào? Một thiết bị thôi, hai thiết bị ha. Okay. Hai thiết bị đúng chưa? Đúng không? Đa số mọi người này, đa số ý là anh đang chỉ các bạn đi qua một con đường nó nhẹ nhàng hơn đúng không? Đi qua một hậu tường người ta hay làm gì, người ta dùng cái loại AT đúng không, AT comment đúng không, để người ta giao tiếp hai này với nhau đúng chưa, đúng không, khó không, khó không? Thực sự chẳng khó đâu à. Thực sự ở đây là những cái cú pháp thôi ha, nhưng mà bây giờ anh chỉ các bạn cách mà một cách này gọi là cách một cách mà nó không có chính thống lắm, hiểu không, một cách mà nó không được hay ho lắm, hiểu không? Đó, nhưng mà nó vẫn đáp ứng yêu cầu đó là gì, cứ chạy ra được không, cứ chạy ra được không, đó là cái mục tiêu mới là chạy ra được không, còn là chạy chạy thôi đó. Nhưng mà chính thức là cách này nha, nhưng mà chỉ các bạn một cái con đường mới không, chỉ các bạn một cái con đường mới đúng không, chỉ một con đường mới anh giả sử chỉ các bạn một con đường mới nha. Nếu đi giả sử như bây giờ, tại vì sao phải đi, tại vì sao chúng ta phải đi con đường mới, có rất nhiều lý do à. Thật sự như bây giờ mục đích này anh muốn dùng mục đích là cái nhất có thể đúng không? Anh dùng mục đích 12 hết thôi. Thậm chí là gì ha? Đúng không? Thậm chí là anh muốn rẻ hơn nữa. STM 8 thôi. Đúng không? Cái mục đích mình đeo đi hết mức có thể đúng không? Giảm đi hết mức có thể đúng không? Thì anh nói ý tưởng thôi nha, các bạn xử lý thôi nha. Có phải cái bậc bóng đèn đúng không? Bậc bóng đèn thì nó hai thái là gì đây? Bóng đèn hai thái là 0 và 1 đúng chưa? Mình có biết rồi, mình còn biết được SM này, con này gọi là MCU đi ha. MCU này nó xúc lại IO đúng không? Xúc lại IO thôi, đúng không? IO đúng không? À. Như vậy thôi. Nhiệm vụ của mình là bật cái bóng đèn thôi, đúng không? Mình khi mình lựa con này đúng không? Mình thậm chí là mình lựa những cái con này mà để tiên là những con không có chuẩn giao tiếp gì cả đúng không? Càng đơn giản là càng lấy đúng không? Không nhận không? Đó thì mình mục tiêu của mình là như vậy đúng không? Mình giả sử bấm lên cái ở đó đây là mình lựa chọn cái mục, mình chọn con này, cái mục phải chọn con này. Chứ nếu như giả sử như bây giờ mà em chọn cái con mà remote gì đó đúng không? Thì em cần mấy con này nữa đúng không? Đúng chưa? Cái mục phải chọn là vì trong cái bài toán này là bài toán bắt buộc dùng con này. Chứ nếu như mà em chọn cái con nó em sâu hay xài thì đâu có con này vô nghĩa đâu, đâu có nghĩa đâu đúng không? Thì mình làm sao? Giả sử bây giờ anh tí này lưu ý là từ đầu tiên là nói là gì, chúng ta không muốn truyền data, chúng ta không muốn truyền data mà chúng ta chỉ truyền trạng thái thôi, hiểu ý nhỉ, chúng ta chỉ truyền data thôi, hiểu không chưa, mình đâu có cần làm gì đâu, lưu ý nhất rất kỹ rồi, hiểu không, nhiều người cũng nghĩ làm gì không chạy được, đúng chạy được, đúng không, nhưng mà đối với giá trị của mình nằm ở đâu, từ giá trị của này anh sẽ không nói giá trị của này nằm trong cái phần con này dùng nơi dùng trong những trường hợp nào xử lý sau nhỉ, mình sẽ nói một cái bài toán gì đáp ứng yêu cầu trẻ được đúng không, dài đúng không, đúng chưa, dài đúng không, đó chiếc mực một con kia đúng rồi, cái làm ra thứ dài đúng không, à gì thứ dài ASB V1 đúng không, phải được kết xúc thương hiệu này đúng không, kết mực một đúng không, con này con này nó tuyệt vời đúng không, đúng không?
Ông ơi, giờ con này xuống đây, xuống bây giờ con này xuống một, đây xuống bây giờ trên kia nhận về đúng không? Giờ nhận về con kia chuyển đi thì. Giờ xuống một ở đây, con này nhận xuống một đúng không? Ừ. Ừ. Input ra là cũng rất bình thường. Đúng rồi. Hồi giờ có làm chưa? Chưa. Chưa. Sau khi anh nhớ được bài thoát là gì, chúng ta có những điều rất cơ bản mà mình là nghĩ nó phức tạp đúng không? Thực tế là ta làm trong những cái phần cứng rất là nhiều hơn. Em hiểu không? Thậm chí là gì? Ứng dụng ở đâu? Vấn đề ứng dụng ở đâu? Ứng dụng ở đâu biết không? Biết thêm mấy cái bộ rồi ép remote không? Người ta mấy công ty nên người ta mua một cái mô bo quốc tế đó, hiểu không? Nó một mục tiêu nó có hai là thu rồi đúng không? Mình đâu có biết được trước chuyện đâu, đúng không? Có được cũng một là tôi xử lý rồi đem bên kia xài, hiểu không? Thế là chỉ biết mình ra truyền tín hiệu thôi mà, hiểu không? Mình canh mình dò tới chỗ nào cái mặt nào ra của mình, chỗ nào kích lên cũng một rồi mình đóng một nhét một dây ra cho mát vô chạy thôi, hiểu chưa? Thôi hiểu vấn đề chưa? Vấn đề là gì đó? Cái nhiều cái skill mình nghĩ là đơn giản đúng không? Nhưng mình không nghĩ được cái điều đó, hiểu chưa? Coi yên đi coi, vậy thôi. Tách nói tách là gì nó